bay rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình cái ga mà đi thì sẽ nằm ở phía trên, còn cái ga đến thì trời sao bữa nay cái này nó bị như vậy. Đó. Cái ga thì đi thì ở trên, còn ga đến thì ở phía dưới. Thì rất là khó để đậu xe ở phía dưới nên là thầy sẽ chạy luôn. Còn mình sẽ xuống ở ngay chỗ cổng chờ để chờ khách hàng. Nhưng mà là mình sẽ không quay khách hàng đâu nha, mọi người đừng có tò mò nhé. Có quay thì quay cái chân của khách hàng thôi, tại vì tính khách hàng là phải bảo mật đấy mọi người. Welcome to Latnanka International Airport. Này, nói tiếng Anh siêu đỉnh chưa? My English getting better every day. Okay, I have to looking for some Vietnamese. Cổng chờ, cổng chờ. Mình gọi cho cái anh này làm ở bên Yes, hi, where are you? Huh? I am inside the where they will go out. Okay. Mình đang ở sân bay nhé, và đang chờ khách hàng đến. Thì mới vừa gọi cái bạn đại diện Bavaria của Việt Nam á, thì bạn đó hôm nay là đi theo là take care client, nó take care khách hàng á. Thì bạn nói là vẫn còn đang ở ngay chỗ cổng hải quan để check in, bởi vì rất là đông người đến ship, và sau đó thì sẽ đi lấy hành lý. Thì khoảng tầm 10 phút nữa thì bạn sẽ ra, thì để xem như thế nào, thì có thể là mình sẽ đi ăn cùng khách hàng, ăn trưa cùng khách hàng để xem như thế nào nha. Xin mời mọi người cùng theo dõi cái video clip này nhé. Hello, hello, mình đã gặp khách hàng ở sân bay rồi nha mọi người. Tại vì tính bảo mật của khách hàng, với lại khách hàng cũng không có muốn là xuất hiện ở trên mạng xã hội á, nên là mình sẽ không có quay. Bây giờ là hai vợ chồng đang, tại vì từ sân bay Latnanka đi về Bafos á, là mình sẽ đi ngang qua Limassol đó. Thì bây giờ là bởi vì là một cái chuyến đi rất là dài rồi, nên là sẵn tiện đường á, thì bạn take care cái khách hàng này á, là một cái bạn Việt Nam đấy, đi cùng với khách hàng từ Việt Nam sang bên này, và với lại một cái anh chàng làm tên là Janis ở công ty Bavaria, thì sẽ là người hướng dẫn viên cho nguyên cái chuyến đi của khách hàng lần này. Thì bây giờ là mọi người đang hẹn nhau là ăn trưa ở Limassol đó, là cái lãnh thổ của Hana, đi ăn trưa ở lãnh thổ của Hana. Thì bây giờ là mình sẽ đi ăn ở Columbia Beach, là nó gần, rất là gần chỗ ở của mình luôn. Từ Columbia Beach đi lại chỗ Hana khoảng tầm 5 phút thôi lái xe đấy, và nó là nằm ở ngay bãi biển luôn nên là nó rất là đẹp luôn. Tí nữa sẽ quay cho mọi người xem cái ăn trưa ở Columbia Beach nha. Thì bây giờ là mình đang ở Limassol đây mọi người, và ở trước mặt Hana đang là Sergei Favorite Denmark. Oh my god, đó Denmark building đó, Sergei Favorite đó.
Đây là Denmark nè mọi người. Hôm trước Hannah đã tới chỗ này review Denmark một lần rồi đây. Và Nestle Denmark là cái cô gia mà buffet sushi á. Đó, đã chưa, đã chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. View to the sea luôn nè mọi người đó. Nhìn thẳng ra Denmark lại nhìn ra biển. Đây là dọc đường biển Limassol. Nguyên cái dọc đường biển này là nguyên cái dọc khu du lịch luôn á mọi người. Tí nữa sẽ gặp lại mọi người ở Columbia Beach nha. Chào mọi người, thì hôm nay bé trở về đã đi đón anh chị ở sân bay về. Thì là rất là xin lỗi bởi vì là không thể nào mình quay khách hàng ở trong cái video clip này được. Bởi vì là đó là thứ nhất là tính bảo mật của khách hàng. Cái thứ hai nữa đó là vì khách hàng cũng không có thích đó, mọi người cũng không đồng ý. Tại vì bây giờ cái YouTube của Hannah cũng rất là nhiều người xem đó, nên là có nhiều anh chị cũng không có thích kiểu dạng như mạng xã hội á. Nên là mình cũng nên tôn trọng khách hàng một chút xíu, nên là Hannah không có quay toàn bộ cái quá trình là khách xuống máy bay rồi đón khách rồi nói chuyện với khách được. Đó thì cũng chỉ là check in một chút xíu, sau đó thì là gặp nhau ở ngoài sân bay. Rồi sau đó thì Hannah nói chuyện với anh chị. Thì Hannah đi đón anh chị với lại một cái bạn nhân viên của bên công ty Bafilia. Thì đây là cái chuyến mà không phải là cái chuyến công tác của anh chị nha. Bữa nào là cái chuyến của anh chị là anh chị đã mua nhà từ hôm cái đợt dịch rồi. Và bây giờ là anh chị sang để lấy thẻ định cư, lấy thẻ thường trú nhân á. Đó. Thì vừa mới đáp máy bay xuống thì gặp nhau ở sân bay. Sau đó thì Hannah đưa anh chị đi về Limassol để ăn trưa. Thì anh chị đã đi về ở dưới khách sạn ở Bafos ở rồi. Và ngày mai thì lịch trình ngày mai thì anh chị sẽ đến thăm nhà của anh chị. Đó, thì xin có gì thì ngày mai Hannah sẽ review được cái gì trong cái chuyến đi này á, trong cái chuyến đi thăm nhà của anh chị ở bên ship á, thì Hannah sẽ review cho mọi người xem nha. Thì đây là cái mà chứng thực nhất, người thật việc thật. Thì Hannah làm cái công việc này cũng được hơn 1 năm rồi và cũng trạm vía và cũng được anh chị thương rất là nhiều và đã tin tưởng. Thì những cái gì mình nói được thì mình cũng sẽ làm được và chứng minh cho mọi người xem là mình làm được và làm rất tốt đó. Nên là rất là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành Hannah trong suốt cái khoảng thời gian mình làm YouTube. Sau đó thì mình bắt đầu làm về cái lĩnh vực bất động sản này và rất là vui vì nhờ cái kênh YouTube này mà rất là nhiều anh chị đã biết đến Hannah rồi, là có nhiều anh chị lại làm bạn của mình nữa, những cái người mà mình tưởng chừng như là cả cuộc đời của mình, nếu mà ngày trước á là tưởng chừng như cả cuộc đời của mình cũng không thể nào làm bạn được với những cái anh chị mà đẳng cấp như vậy, những cái anh chị mà giỏi như vậy luôn. Nên thật sự là rất là cảm ơn, rất là vui, mặc dù là mình biết là mình vẫn còn phải học hỏi rất là nhiều, nhưng mà như vậy là mình cũng cảm thấy là hạnh phúc dữ lắm rồi, cảm thấy là mình đạt được những cái mà từ trước giờ nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình đó mọi người. Nên là rất là vui luôn và rất là muốn là gửi lời cảm ơn đến anh chị rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là Hannah muốn cảm ơn cái món quà của anh chị mua ở Dubai, mua hộp sô cô la ở Dubai để tặng cho Hannah, thì rất là cảm ơn rất nhiều luôn. Và thầy rất là thích sô cô la đó luôn, nãy về khui ra ăn á, thầy khen ngon quá trời luôn, cảm ơn anh chị nhiều lắm luôn đó. Thì bây giờ thì Hannah xin phép kết thúc cái video clip này ở đây. Và rất là mong mọi người sẽ nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hannah Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Ship. Và anh chị có câu hỏi gì về những cái chuyến công tác, có nhiều anh chị là muốn qua bên ship để xem cuộc sống ở ship và khảo sát cái bất động sản đó bằng mắt của mình, để đi tìm hiểu cái địa điểm đồ này kia, thì anh chị có thể liên hệ với cho Hannah, thì Hannah sẽ làm visa cho anh chị sang để khảo sát cái bất động sản ở ship nha. Thì bây giờ thì xin tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.